Đúng mùng 1 tháng 7 tại nhà anh Hùng, Kim Bảng, Hà Nam. À, đoàn chúng tôi 4 người trong một chuyến du lịch thăm vườn. Một không gian rất rộng. Theo như anh Hùng nói, đây là một trong các cái vườn rộng ở khu vực Kim Bảng, Hà Nam. Đúng là rất rộng. Tể nói là rộng gần bằng đất Chu Tể. Ừ, những cây đường làm rất đẹp. So với đất ông Tể thì so làm gì. Đúng rồi, không nên so sánh. Đúng đối thủ đúng không? Hỏi ông Tể được thì chúng mấy nô. Tôi thì cây xăng có vài cây. Sườn nhà máy tôi có vài cái. Đường chém gió. Tôi hy vọng là nó không rơi vào trong video của tôi. Con đặc quý Việt Nam kinh lắm, nhưng mà đơn giản kinh lắm được nó. Nhưng mà thì sẽ nó đọc ra cái xong ngồi im hết. Đúng là những người chơi đẳng cấp. Nói thật đi. Chọn những phôi rất đẹp. Tôi thử quay vài cái phôi xem sao. Nhà anh ở khu nào ạ? Anh Ngọc Vỗ chờ, thị trấn chờ, Yên Phong, Quang Linh. Thử thêm vài cây phôi, các bạn sẽ thể đánh giá ngay được là người chơi như thế nào. Mấy cây phôi của bạn Hùng rất đẹp đấy, Hùng nhỉ? Dạ vâng. Mấy cây phôi cũng được. Có cái phôi đằng trước mặt đấy, phôi đấy đẹp lắm đấy. Đâu? To gốc to ghê nhỉ? Đi ra làm cây đi, đúng. Rồi, sau tôi sẽ quay cái phôi nhiều tiền. Quay cái mấy cái phôi vừa vừa để anh em vừa tiền mua. Còn cái cây là có lẽ là cây nhiều tiền của anh ấy. Sẽ quay sau. Như vậy là nhìn phôi là chúng ta có thể biết là người chơi đương ở mức nào. Đang chơi ở mức nào. Rất thấp. Đây, một cây này theo anh nói là cây phôi đẹp. Ồ, thế nó lại có ba cái thân à? Chẳng lẽ này thành ba a liền? Vẫn một nhưng mà nó a liền vào nhau rồi. Rễ đã tạo áp sát với thân. Đúng là cây này cũng có cái nét đẹp thật. Với cái bộ bề của nó thì có thể nói là người làm cũng rất khéo về bộ bề. Mới được làm thôi, nhưng các rễ đã được bám cụp xuống. Thân chính rất to, ù biếu. Cành, chúng ta xem nốt cái cành bên này của một cái rễ tạo thân. Đúng là rất điệu nghệ.
cạnh thì đương được làm công phu, cắt rất một cách tỉ mỉ, rất là côn, cắt rất côn. À, ngọn cũng nhỏ rồi. Xong tôi sẽ sang bên kia, chúng ta sẽ xem được ngọn của nó. Xem một cây phôi, có thể nói là cây phôi đẹp. Đúng là cây phôi này đẹp em ạ. Dạ vâng. Ừ, anh em có đánh giá gì về Tiền Long tí nào chưa? Anh em là trả 450 rồi đấy bác. À, cũng được giả đến 400 rồi, dưới vâng, rồi. Anh Cụt thì trả 350 từ năm ngoái rồi, với anh em trả 450 rồi. Ừ, anh Cụt giả như vậy, 350 mà. Vâng. Đúng là cái mắt kiểu phôi này cũng dễ vào cái mắt của ông anh ấy lắm. Dạ, bạn vâng. Anh Cụt. Tầm chơi đẹp phôi quý các bạn. Ừ. Để sang bên này để xem phần ngọn. Đây, sang bên này đã nhìn được rồi. Rất nhiều. À, một video chỉ những cây phôi, còn những cây khác thì tôi sẽ quay sau. Sao này cây này 1 2 3 4 thân nhìn hơi khó. Cây này khó nhìn quá. Ô, cây này, cây này nó có mấy thân mà sao khó nhìn đấy. À, thế mình đếm được 4 thân. À, đây 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 rồi. Cây làm thân. Cây làm thân. Trên này còn nhiều phôi to quý lắm. Đâu? Trên sân trên này. À, thế hả? Rồi xong mình sẽ đi quay phôi mà. À, ta sẽ sang bên kia. Anh ấy nói là sẽ có nhiều phôi quý. Tôi sẽ đến sân bên trên. Rất nhiều phôi quý. Kiểu cái này nó phải ép búp nó mới thế này. F3, F4. Búp thân nó, búp thân nó mới đỏ này. Cái này nó phải F3, F4 rồi. À, có bức tranh ở tường rất đẹp. Chất lá cực đẹp ấy. Chất lá sau khi cắt nó hoàn thiện nó còn biến tí. Ừ, cây này. Có thời bây giờ là cô đấy. Hôm nọ hoạn bảo rồi. Bây giờ là nhấc ra hoạn bảo xanh quê. Ừ. Em thì em thích làm một cái chậu mỏng, nên là chơi cái kiểu tiểu cảnh. Còn nếu không thì chỉ cắt còn bé thế này đặt. Đúng rồi. Thời bây giờ có lẽ là người ta cũng chẳng thích để thế này nhỉ. Đặt vào cái cây đầu. Ừ. À, đây là bạn biệt danh là Dũng Chọc. Chơi theo kiểu lối của miền Nam. Chắc là đã vào mắt. Mỏng. Nó chơi cả cái tiểu cảnh. Cũng chẳng cần treo veo. Thời bây giờ nó thế. Treo veo quá nhỉ. Thích nhẹ. Anh em. Cái này 2 năm ở triển lãm Hà Nam em mua 60 triệu mang đi chơi. À, cái cây này hay là cả tác phẩm. Nó là con đẹp. Tất. Cả tác phẩm. Cây đòn nó đẹp. Ừ. Mà nó dài, dài từng răm. Nó chỉ mất những cái tay ba này nó bị vắt thôi. Cái này là ngày trước họ làm theo lối của miền Nam ấy. Chứ không phải làm lối ở để ngoài. À, thế à? Nó để nguyên hả? Làm theo kiểu bóng. Ừ, nó chọn bóng là chính nhỉ, miền Nam. Đẹp. Miền Nam nó làm núi theo kiểu như bọn nước ngoài. Vâng, đúng rồi. Nó chuyên làm bóng. Vâng, nó không như anh em mình làm là ngoài Bắc mình nó khác. Vâng, bây giờ là khác, cái lối khác. Cũng rất là chun chín nhỉ. Yeah. Dài lắm. Ừ, cây này mà để vào chậu con thì cũng rất đẹp. Quá đẹp. Trước đây đã mua mấy tiền rồi? 60 triệu. Ừ.
60 triệu. Cái này của em năm 2 năm gần đây là nó bị hỏng. Thế chú biết thằng bạn à? Em biết. Thằng bạn Thái Bình. Hôm đấy em xuống là cái cây xanh đấy là kia là như anh kia ở đây cũng có một cây làm thân. Cũng rất là đẹp. Quyền anh để mua à, mua đấy anh Tâm hay là mua của anh đâu ấy? Mua của bạn, mua con nào chứ Quyền con nào ở trên cái chỗ tròn tròn đấy, cái da sụn xịn thấp này nó có cái Huyền dài à, không thế thì không anh ấy không mấy bảo con Huyền là con Huyền cổ kia đấy họ ra phá ra rồi thì nó khác con nào mua một con của Tâm là cái con trực hoành, bây giờ anh phải cắt đi cơ, cây to cây đấy rồi đấy, cái đây chứ nó ở trên chậu tròn đúng không? Không biết được, nhưng mà về bọn kia lại cho vào chậu khác, chậu đéo chậu thằng cắt chưa cần phải hết à. Nhưng mà anh nghĩ không phải, vì hai người khênh cơ. Đúng rồi, đúng con đấy mua 90 triệu của Tâm thì... à xong anh về đúng, nó bán cho anh 100 triệu. Con đấy đúng. Hôm thông phạm đấy nó xuất phát là ở cái vườn ngọc bát tràng. Phẩm rất đẹp. Con đấy đẹp ấy. Mua lâu rồi, phải 1-2 năm nay. Đấy, phải 1-2 năm nay rồi. Một cái trực răng vàng. Lại có là răng vàng quê. Nhưng bộ giấy. Bộ bài rất đẹp. Ôi, bóng thế. Thế bây giờ thì có tiền đắt thì chơi ý được. Để dành hoàng nó chơi. Thế nên nguồn lực thân nó nguồn thế thì phải cách sai dù dài. Nếu mà thân nó dài thì anh chả cắt. Sao thớ gì. Để bây giờ chuyện gì. Để nó không đẹp gì. Đúng là giang làng. Một giang làng quê. Đầy dễ. Rất nhiều dễ. Tâm nếu em đoán là mua con ấy còn mua một con mấy con mẹ kia nó mua con đấy là mẹ máu đấy bàn nó mua mẫu bàn nó mua chứ không phải có cả một cây như thế này đấy mấy thằng chung nhau ta gỡ cho con đấy là một này con tỉ muội là hai này đấy đây của nó đây một con long đúng rồi đây này cây kỹ này rồi vẫn còn cắt lại đây này cái cây ở nhà mà mua đây ta mua 100 triệu về các ông bảo đáng 30 triệu bài bài đây cũng rất đặc biệt trong khu vườn. Cả vành cả tay luôn, tay ngắn lại thì mất 15 phân, mỗi bên tay. Đây bên này nó dài này, cắt ngắn lại, cái này hoành cắt tận đây mà. Con này, hoành cắt tận đây này, đây, Như Dũng ơi, xem con này con nguyên bản là nó trước đây này. Cứ tưởng, đây, hoành cắt tận đây, cái này chuyển sang làm những cây rất lớn. Cái này còn phát triển sang làm ngọn luôn. Tay chuyển sang ngọn thì cái tay này bỏ đây này, cắt từ đây này bỏ nhá, cái này dài này cắt từ đây này, từ nách trong này này, cắt đi 15-20 phân, bề ngang cắt đi 40 phân mà, bề dài 2 phân. Rất cầu kỳ. Tay mai nó như vậy lên, cái này là bàn 130, đang tưởng cái này, đang tạo tác. Các bộ mấy cái về người ta bảo bán 30 triệu, người ta bảo là 30 triệu. Những tác phẩm hoàn chỉnh. À, như vậy lại một cây Ngũ Phúc Lâm Thần. Xin lỗi. Lại một cây làm thân. Trong đó có khoảng 20 cây là nhiều trăm. À, một cây làm thân.